Dạ, một em Panda RSDT77 ha. Dạ, dòng bát lực nhất trong tất cả các dòng Panda bò. Chỉnh bát, chỉnh tone rời mấy bác ha. Bát tone rời hết. Đó. Con này em dọn kho ra nha, chưa có dọn dẹp gì đâu nha. Mấy bác về tự vệ sinh rồi, ví dụ về tự chùi mắt này nọ, em chỉ có test thôi. Cái nào chạy thì là nó chạy, ok. Em test trước CD cái. Riêng dòng banana là dòng 77 này thì không có đèn nha mấy bác. Đây trang như 75 á. Dạ. Ê, lộn, em xin lỗi. Nó như là 707, 77. Dạ, còn 75 này nọ thì có. Cái này mở cơ nha, chứ không phải mở đèn. Dạ. Không sợ hư. Dễ chỉnh hơn tất cả những dòng khác ha. Dòng này FM90 em khỏi thử FM nha. Radio em khỏi thử. Số 3. Mắt thì chắc về với bác phải chùi rồi đó. Nói chung mấy dòng mắt Bana thì mắt sắt mắt nhựa thì nó trâu lắm. Nhưng mà về phải chùi với vệ sinh đi. CD coi như ok đi. Em test out. Mấy dòng này out cực hay rồi đó. Le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Còn tép, tép bana là không có bao được gì đâu nha mấy bác. Về không biết nó bể nhông lúc nào đâu nha. Con nào chạy được thì chạy thôi. Trước mặt này hắn chiều nhé, chiều coi lại giùm em. Ok, em cảm ơn mấy bác.